Hello anh em nhá. Video này thì mình lại tiếp tục với một game đấu trường thần bí mùa 3. Và mình sẽ chơi định mệnh nhá anh em nhá. Vừa lấy được một cái lõi định mệnh rồi. Hiện tại được 3 định mệnh rồi. Có chơi hắc ám mà không nhỉ? À tí kẹp kẹp xong đấu Darius nhỉ? Hồi máu kinh thế. Thôi lấy tanh đi, lấy tanh đi. Đang thiếu tanh nhỉ. Sao nó 5 con rồi nhỉ? À nó có... Ui, thờ rét kìa. Lát tạm cho con Garen đi. Game này chơi 7 định mệnh đơn giản rồi. Bài này đẹp ok rồi đấy. Ok đẹp rồi đấy.
Này làm 5 định mệnh luôn đi nhỉ. Bắt chép là làm 5 định mệnh ok đấy. No one is promised tomorrow. Ui, 5 đồ thế. Chết rồi, nhầm rồi. Cái con kinh đét này nó out vào lấy được đấy nhỉ. This is freedom. Mình chưa ghép được lên mà nó bị nhảy mất chứ. Ui, đã cho gáp 3 rồi. Ảo thế nhở. Ngày chơi game bịp à. Khỏe thế thằng mặt lồn này. Kinh để cho gắt 3 nhìn sợ thế. Còn xay lá đi.
thằng này chắc ăn được. Ui sao sen lại chơi bùa xanh này. Căng nhá. Con nợ này. Đây truyền đi. Này yếu quá. Yếu quá trời yếu. I herald the greatest blessing. My destination is clear. The weft and weave of fate guides. Won't spoil the chase. The grave is your home. This story is not yet finished. Mình thay con Garen luôn đi. Get in touch with your spiritual side. Chỗ này ghép cái gì đây?
xưởng này chưa biết ghép cái gì nhỉ. Idea của tôi. Bà này chắc ăn được thằng này. Để con sếp này không nhờ. Con xay lát này mình không biết nên để hay không đây. Kiếm được cái xẻng nữa thì ngon. Lắc ba với chúng tôi. Lắc ba với chúng tôi. Ui, thằng kia Abu Bu ba kìa. Mất một định mệnh. À, đến định mệnh của mình rồi, mình tháo ra, trời đất ơi.
toàn tướng 3 sao, sợ thế. Tướng 3 tiền mà. Đẹp bắn hết. Cút luôn. Ui này hắc ám này. Chắc mình chơi được. Cút luôn. Go on,
Season 13 rồi. Season 13 mới chúng tôi. Cút hết. Legends are told in word and deed. Con hai trâu kinh khủng rồi, bạn cứ bắn thoải mái. Vẫn cút hết. Không đắp lên thì để làm gì nữa bây giờ. Gì bây giờ đấy. Ba máu chứ. Ui vẫn còn nguyên anh em ơi. Vẫn còn nguyên ba thằng. Căng thế nhỉ. My fate on anybody.
xét định mệnh hắc ám này. Thầy từ cha xua được cái nhỉ? Đại Bình Châu đó. Cái tha bắn mệt nhỉ luôn. Thôi, bài này là cũng top 1 rồi, chả cần xoay cái gì nữa. Cái này chơi là top 1 rồi.